Thưa quý vị, chỉ còn 10 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ chính thức diễn ra. Suốt thời gian qua, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hướng tập trung công tác ôn tập cho học sinh 12. Riêng đối với các em học sinh dân tộc Cơ Tu đang tiểu học tại trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, huyện Hòa Vang, việc ôn tập được nhà trường hỗ trợ đến sát ngày thi. Trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, năm nay có 19 học sinh dân tộc Cơ Tu học lớp 12, sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Những ngày này, ngoài việc học tại trường, ban giám hiệu cũng phân công giáo viên theo dõi, hướng dẫn cho các học sinh ôn tập trái buổi và giờ tự học buổi tối tại ký túc xá. Trước khi các em trở về nhà khoảng một tuần trước kỳ thi, giáo viên tập trung ôn những kiến thức trọng tâm và cho các em giải đề, hướng dẫn phương pháp tự học. Em tổ hợp môn thì em định thi bên C00. Thầy cô ôn phương pháp là giải đề là nhiều hơn, tại vì trước đó là cũng học lý thuyết trước rồi, có xong sau đó là giải đề để cho biết cái cách làm bài hơn. Cứ mỗi lần lên lớp là giải từ một đề đến hai đề, cô tận tình dạy. Vừa thầy cô ôn đề mà tụi em vừa lên mạng và tìm những phương pháp cho mình còn yếu những đặc điểm nào. Năm học này, học sinh lớp 12 có một khoảng thời gian phải học trực tuyến đầu năm học do ảnh hưởng của Covid-19. Vì vậy, ngay khi học sinh trở lại trường học trực tiếp, nhà trường đã phân công giáo viên phụ đạo thêm cho các học sinh còn học kiến thức. Riêng các em học sinh Cơ Tu đang ở tại ký túc xá được giáo viên dạy kèm thêm vào buổi tối. Bên cạnh đó, việc động viên hỗ trợ về mặt tâm lý cũng được nhà trường quan tâm, tạo tâm thế và tư thế tốt nhất cho các em trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Nhà trường cũng phân cho các tổ chuyên môn soạn kế hoạch bài giảng cũng như là nghiên cứu các cái đề minh họa hay là của Bộ Giáo dục để có cái định hướng cho các em làm bài. Còn đối với học sinh Cơ Tu đang học ở trường thì khi các em về khu nội trú thì nhà trường cũng phân công giáo viên cũng như là quản sinh dò bài phụ đạo thêm cho các em cũng như là hỗ trợ về mặt tâm lý, tạo điều kiện tốt nhất để cho các em tham gia kỳ thi. Chỉ còn 10 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 sẽ bắt đầu, là khóa học sinh chịu nhiều thiệt thòi khi mà cả 3 năm học đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Việc học trực tuyến kéo dài khiến các em khó nắm bắt kiến thức. Những ngày ôn thi nước rút này, bên cạnh sự khoa học trong cách sắp xếp thời gian, cách học, sự cố gắng của bản thân, các sĩ tử lớp 12 còn cần nhiều sự động viên và chia sẻ từ gia đình để giảm bớt áp lực trước kỳ thi.